Thầy chào tất cả các em. Hôm nay thầy đồng hành với các em trong chương trình dạy học môn hóa học lớp 12. Như vậy, các tiết trước các em đã được học và nghiên cứu toàn bộ chương 6, bao gồm kim loại kiềm, kim thổ và nhôm. Ở đó gồm các nguyên tố thuộc nhóm A. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em nghiên cứu một chương mới, chỉ xét đến các nguyên tố nhóm B. Đó chính là chương 7, sắt và một số kim loại quan trọng. Bài học hôm nay thầy hướng dẫn các em nghiên cứu, đó là bài đầu tiên của chương 7, đó là bài số 31, sắt. Các em biết rằng sắt là một nguyên tố kim loại rất phổ biến. Người ta cho rằng nó là nguyên tố phổ biến thứ 10 trong vũ trụ. Nó là một nguyên tố mà về khối lượng nó chiếm đến 34,6% khối lượng tạo ra trái đất. Đặc biệt, sắt là kim loại được sử dụng rất nhiều. Nó chiếm đến 95% khối lượng của kim loại sản xuất ra trên toàn thế giới. Vậy thì vấn đề đặt ra là tại sao sắt lại có những cái đặc điểm, những cái ứng dụng như vậy? Đó là thứ nhất, do cái giá thành của nó thấp. Thứ hai là do sắt có những cái đặc tính rất tốt. Chính những đặc tính này đã làm cho sắt trở thành một kim loại không thể thay thế được. Điển hình ở đây các em thấy nó phục vụ cho cái ngành sản xuất ô tô, thân tàu thủy, cả cái bộ khung sắt trong xây dựng, và đặc biệt là các thiết bị máy móc và có thể sử dụng các cái công trình bằng sắt. Vấn đề đặt ra tiếp nữa đó là nó có những đặc tính gì mà nó có trở thành ứng dụng và sử dụng nhiều như vậy. Chúng ta sẽ bắt đầu nghiên cứu với bài học hôm nay. Trước hết, để hiểu được cái đặc tính thì chúng ta phải đi từ cấu tạo của nguyên tử. Bởi vì từ cấu tạo của nguyên tử ta sẽ hiểu được và suy ra được tính chất của nó. Và phần đầu tiên thầy trình bày các em đó là vị trí trong bảng tuần hoàn cấu hình electron nguyên tử. Câu hỏi thầy đặt ra cho các em như sau: các em hãy cho thầy biết sắt nằm ở đâu trong bảng hệ thống tuần hoàn, cấu tạo nguyên tử của sắt như thế nào, và hãy viết cấu hình electron nguyên tử sắt cho thầy. Mời các em suy nghĩ và làm việc. Chốt lại vấn đề, thầy sẽ hướng dẫn các em giải quyết vấn đề như sau. Các em nhìn trên bảng, thầy đã chỉ ra sắt là nguyên tố ở ô thứ 26 của bảng hệ thống tuần hoàn, thuộc chu kỳ 4 và nhóm 8B. Tiếp theo, ở đây hạt nhân của nguyên tử sắt có 26 hạt proton và 30 hạt neutron tạo nên hạt nhân của nguyên tử, và có đến 26 hạt electron đang chuyển động xung quanh hạt nhân. Đó chính là cấu tạo của nguyên tử sắt. Bây giờ chúng ta sẽ chốt lại cái vấn đề. Thứ nhất, sắt ở ô thứ 26, chu kỳ 4 thuộc nhóm 8B. Thứ hai, thì biểu diễn cái cấu hình electron của nguyên tử sắt như trên màn hình. Các em chú ý, ở đây các em phải hiểu rằng cấu hình electron của một nguyên tử là sự phân bổ electron trên các phân lớp thuộc các lớp khác nhau. Các em chú ý như vậy. Vậy thì để viết được cái cấu hình electron của nguyên tử như thế này, trước hết các em hãy phân bổ các electron trên các phân lớp theo mức năng lượng. Thế thì theo mức năng lượng thì phân lớp 3D ở phía bên ngoài 4S. Do đó electron cuối cùng của nguyên tử sắt nó được xếp vào cái orbital D. Do đó sắt là nguyên tố D, và đó chính là nhóm B. Ở đây là 8B, các em phải chú ý. Tiếp theo, các em chú ý, do sắt có hai electron ở lớp ngoài cùng, cho nên sắt có khả năng dễ nhường đi hai electron để tạo thành ion sắt 2. Và hơn thế nữa, ở đây do 3D6, cho nên sắt có thể nhường thêm một electron để tạo thành ion sắt 3. Vậy ta hiểu được rằng cấu tạo của nguyên tử của sắt nó thể hiện được một số cái vấn đề. Ở đây các em chú ý,
là trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia, ở những câu mức độ biết thì người ta thường hỏi ở cái cấu hình electron của nguyên tử sắt hoặc ion sắt vân vân, các em phải nắm để sau này giải quyết các cái vấn đề trong các đề thi. Như vậy thầy đã nói đến cái vấn đề cấu tạo của nguyên tử. Vậy từ cấu tạo nguyên tử chúng ta sẽ đi vào xem xét tính chất hóa học và tính chất vật lý của nó như thế nào. Trước hết ta nói đến tính chất vật lý của kim loại sắt. Câu hỏi đặt ra cho các em là các em hãy cho biết sắt có những tính chất vật lý nào. Các em suy nghĩ trả lời cho thầy. Để giải quyết vấn đề này, thầy sẽ kết luận cuối cùng như sau. Sắt có màu trắng hơi xám, khối lượng riêng của sắt bằng 7,9 gram trên cm khối. Các em biết rằng khối lượng riêng lớn hơn 5 thì gọi là kim loại nặng. Các em phải chú ý cái chỗ này. Cho nên sắt được liệt vào kim loại nặng. Tiếp theo là nhiệt độ nóng chảy của sắt là rất cao, 1540 độ C, và nhiệt độ sôi lên đến 2862 độ C. Vấn đề nữa đó là sắt dẫn điện và dẫn nhiệt rất tốt. Sắt có một cái đồ dẫn điện đứng sau bạc, đồng, vàng và nhôm. Các em chú ý ở điểm này để giải quyết một số câu hỏi trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia, ở những câu hỏi mức độ biết và hiểu về vấn đề so sánh tính chất vật lý, đồ dẫn điện của các nguyên tố, các em cần phải nắm. Đặc biệt sắt có tính nhiệm từ, đó là một điều mà các em thấy khác so với các bài trước mà các em đã được học. Đấy là điểm tính chất vật lý của sắt. Bên cạnh những tính chất vật lý cơ bản như thế này thì sắt có đặc tính rất tốt, đó chính là cái tính chịu lực, độ dẻo và độ cứng. Ở đây các em biết rằng sắt được xếp vào trong top 5 nguyên tố có độ cứng nhất hành tinh. Cứng nhất đó là chrome, sau đó là đến wolfram, rồi đến osmi, rồi đến titan, và thứ năm là nguyên tố sắt. Chính vì những cái đặc điểm tính chất vật lý này cho nên dẫn đến sắt nó được sử dụng rất là nhiều. Đó là vấn đề mà chúng ta giải quyết đến tính chất vật lý. Vậy thì từ những tính chất vật lý và từ cấu tạo, chúng ta bắt đầu vào phần tiếp theo, đó là tính chất hóa học của nguyên tố sắt. Các em thấy trên bảng thì cho cấu hình electron của nguyên tử sắt. Ta biết rằng khi sắt gặp những chất có tính oxy hóa yếu thì sắt sẽ nhường đi hai electron để tạo thành ion sắt 2 và tạo ra hợp chất là số xóa là cộng 2. Bên cạnh đó, nếu mà gặp những chất có tính oxy hóa mạnh hơn thì sắt nó sẽ nhường 3 electron để tạo thành ion sắt 3 có số xóa là cộng 3. Do cái tính chất của nó từ cấu tạo nó có khả năng nhường đi electron 2 hoặc 3, cho nên sắt có tính khử trung bình. Ở đây các em chú ý, so với các kim loại các em đã học ở chương 6 thì sắt có tính khử yếu hơn so với kim loại kiềm, kim thổ và so với nhôm. Vậy thì từ cái cấu tạo này, bây giờ chúng ta sẽ đi khai thác về tính chất hóa học của nó. Thầy đặt cho các em một câu hỏi như sau. Các em hãy cho thầy biết sắt có những tính chất hóa học nào dựa trên tính chất hóa học của một kim loại. Thầy bắt đầu vào vấn đề thứ nhất, tác dụng với phi kim. Khi tác dụng với phi kim, ta xét đến việc tác dụng với một số phi kim như clo, như lưu huỳnh, như oxy. Vậy ta vào phần thứ nhất, đó là tác dụng với lưu huỳnh. Các em quan sát cái thí nghiệm trên màn hình. Thầy đốt cái thanh sắt trên ngọn lửa đèn cồn, sau đó thầy đưa vào bột lưu huỳnh đặt trên cái đĩa sứ. Các em quan sát cái hiện tượng xảy ra. Và từ cái hiện tượng này, các em hãy viết phương trình phản ứng hóa học. Đây, các em quan sát cái hiện tượng phản ứng xảy ra. Rồi,
Bây giờ các em hãy viết phương trình phản ứng hoặc stress cho thầy. Ở đây phương trình phản ứng hoặc xảy ra như sau: sắc tác dụng với lưu huỳnh tạo thành sắc hai sulfua. Sắc khử được lưu huỳnh từ số xóa bằng không xuống số xóa trừ hai, trong khi đó sắc bị oxy hóa lên đến số xóa là cộng hai. Đấy, các em phải chú ý. Tiếp theo các em vào phần thứ hai là tác dụng với oxy. Các em quan sát cái thí nghiệm sau đây. Đốt cháy cái dây sắt trên ngọn lửa đèn cồn. Sau đó cho cái dây sắt đang nóng cháy vào trong bình chứa oxy. Các em quan sát cái hiện tượng ở phía bên trong bình và rút ra cái nhận xét và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Mời các em viết phương trình phản ứng. Bây giờ phương trình phản ứng học sẽ là như sau: sắt tác dụng với oxy sẽ tạo ra oxit sắt tử. Đây là một oxit kép. Khi sắt tác dụng với oxy, sắt khử được oxy từ số xóa bằng không xuống số xóa trừ hai. Trong khi đó sắt sẽ bị oxy hóa tạo thành số xóa sắt hai và số xóa sắt ba. Đây là cái phản ứng mà các em cần phải lưu ý. Ở đây chúng ta phải chú ý thêm, nếu oxy lấy dư thì sản phẩm của chúng ta sẽ xảy ra như thế nào. Các em phải lưu ý để sau này ta giải quyết một số bài tập liên quan đến các cái đề thi. Thứ ba, thầy cho tác dụng với clo. Các em quan sát cái thí nghiệm, thầy đốt cháy cái giấy sắt trên ngọn lửa đèn cồn, cho vào trong cái bình có khí clo có màu vàng lục. Các em quan sát cái hiện tượng và rút ra nhận xét. Bây giờ các em hãy viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Sắt tác dụng với clo sẽ tạo thành sắt ba clorua. Như vậy sắt khử được clo từ số xóa bằng không xuống số xóa trừ một, trong khi đó sắt sẽ bị oxy hóa tạo thành số xóa cộng ba. Phản ứng này các em thấy nó khác so với hai cái phản ứng trên, bởi vì sắt tác dụng với clo là một chất có tính oxy hóa mạnh, cho nên sản phẩm của chúng ta sẽ tạo thành là hợp chất sắt ba tồn tại dưới dạng muối sắt ba clorua. Qua cái tính chất này các em phải lưu ý thêm, đó là cái bài toán liên quan đến sắc tác dụng với lưu huỳnh. Đây là một trong những bài toán mà người ta thường ra trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia ở mức độ vận dụng và mức độ vận dụng cao. Các em nhớ để sau này xem lại tất cả các cái vấn đề liên quan đến cái thể loại bài toán. Ví dụ khi tôi lấy cái hỗn hợp sắc và lưu huỳnh đem nung trong điều kiện không có không khí, sản phẩm thu được cho tác dụng với dung dịch axit clohydric lấy dư, ta thu được khí A, dung dịch B và chất rắn C. Rồi từ khí A đó người ta lại cho tác dụng với dung dịch trì nitrat lấy dư, ta thu được kết tủa. Sau này các em sẽ lưu ý các cái loại bài tập này để xác định cho được cái khối lượng của cái sản hỗn hợp thu được sau phản ứng nung đó là khối lượng gì, gồm có những chất nào. Thứ hai là tác dụng với axit. Thì khi tác dụng với axit ta chia làm hai loại. Thứ nhất đó là với tác dụng với dung dịch axit clohydric và axit sulfuric loãng. Đây là axit mà không thể hiện tính oxy hóa ở cái gốc axit, cho nên khi sắt tác dụng với axit thì sắt khử được ion hydro để tạo thành khí hydro, đồng thời sắt sẽ bị oxy hóa tạo thành số xóa là cộng hai và trong hợp chất là ion sắt hai. Như vậy ta có ví dụ như sau: sắt tác dụng với axit clohydric tạo thành sắt hai clorua và giải phóng khí hydro. Tiếp theo
ta qua phần thứ hai là sắt tác dụng với dung dịch axit nitric và axit sulfuric đậm đặc nóng. Thì tính chất hóa học này các em cũng đã học rất nhiều ở chương trình dưới, thầy sẽ hệ thống lại ở như sau. Khi sắt tác dụng với các axit có tính oxy hóa mạnh như axit nitric loãng, axit nitric đặc nóng, axit sulfuric đặc nóng thì sắt sẽ bị oxy hóa tạo thành số xóa là cộng 3. Và số xóa nitơ dương 5 trong gốc nitrat và số xóa cộng 6 trong gốc sunfat sẽ bị chuyển thành số xóa thấp hơn. Đó. Thầy lấy ví dụ phản ứng sắt tác dụng với axit nitric loãng tạo thành sắt ba nitrat, giải phóng khí nitơ oxit không hào hóa nâu trong không khí và nước. Đặc biệt sắt bị thụ động bởi các axit đặc nguội như axit nitric đặc nguội và axit sulfuric đặc nguội. Ở đây các em hiểu rằng cái sự thụ động hóa đó là nguyên nhân do kim loại đã bị oxy hóa, tạo ra trên bề mặt của kim loại một cái lớp màng mỏng có độ dày khoảng từ 20 đến 30 micromet bảo vệ bề mặt của kim loại, cho nên nó không có phản xạ ra. Người ta đã lợi dụng cái đặc điểm này để dùng các cái thùng bằng sắt, hoặc trước đó các em học có là dùng nhôm để vận chuyển axit từ cái nhà máy sản xuất đến những nơi tiêu thụ. Đó là toàn bộ cái tính chất hóa học mà tác dụng với axit thầy muốn nói để các em. Ở đây các em chú ý, đối với trường hợp sắt tác dụng với axit có tính oxy hóa mạnh thì trong các đề thi trung học phổ thông quốc gia thường hay ra các kiểu bài toán như thế này, đặc biệt đối với các bài vận dụng và vận dụng cao. Tùy thuộc vào lượng sắt dư để rồi sản phẩm của chúng ta sẽ tạo thành là mũi sắt 2 hay là mũi sắt 3. Để sau đó chúng ta sẽ giải quyết bài toán bằng các cái phương pháp định luật bảo toàn như đã bảo toàn môn electron, bảo toàn nguyên tố, vân vân. Đấy, các em phải chú ý. Tiếp theo, thứ ba là tác dụng với dung dịch muối. Ở đây, thầy cho một số cặp oxy hóa thử. Các em biết rằng khi một kim loại tác dụng với muối thì phải thỏa mãn các điều kiện sau đây. Thứ nhất, kim loại đó phải là kim loại không tan trong nước ở nhiệt độ thường. Thì đây các em đã học rồi. Đối với các kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường thì các em đã biết đó là liti, natri, kali, canxi, bari. Vậy sắt không phải là kim loại tan trong nước ở nhiệt độ thường. Thứ hai, kim loại đó phải đứng trước kim loại trong muối. Thì ta hiểu được rằng sắt đứng trước đồng, sắt đứng trước bạc, cho nên sắt sẽ tác dụng được với các dung dịch muối của các kim loại trên. Như vậy có nghĩa ngược lại, sắt không thể tác dụng với các dung dịch muối của kim loại đứng trước nó. Và điều kiện thứ ba, cái muối mới tạo thành phải là muối tan. Đó là điều kiện để cho một kim loại tác dụng với muối. Bây giờ các em quan sát cái thí nghiệm, thầy cho sắt tác dụng với dung dịch đồng hai sulfat. Các em chú ý, thầy cho cái đính sắt vào trong cái cốc chứa dung dịch muối đồng hai sulfat có màu xanh. Các em quan sát hiện tượng xảy ra. Sau một thời gian lấy cái đính sắt ra, các em thấy hiện tượng gì ở trên cái đính sắt này và cái dung dịch của muối đồng này như thế nào? Các em hãy cho cái nhận xét và viết phương trình phản ứng hóa học xảy ra. Ở đây, khi phản ứng hóa học xảy ra, nó sẽ tuân thủ quy tắc alpha, đó là muối đồng 2 tác dụng với sắt tạo thành muối sắt 2 và đồng. Ta có thể biết được rằng khi sắt 3 tác dụng với sắt, nó cũng tạo thành sản phẩm là muối sắt 2 theo quy tắc alpha. Và muối bạc tác dụng với sắt cũng tạo được muối sắt 2 và bạc. Nhưng các em chú ý, nếu trường hợp mà gặp muối bạc dư thì nó sẽ tác dụng với sắt 2 để tạo thành muối sắt 3 và bạc. Như vậy, đây là toàn bộ tính chất của kim loại tác dụng với dung dịch muối, đặc biệt đối với bài toán là của sắt.
một số cái đề thi trung học phổ thông các em cần phải nắm, đó là các bài toán liên quan đến độ tăng giảm khối lượng khi nhúng một thanh kim loại vào trong một dung dịch muối. Các em chú ý. Như vậy là ta kết thúc với tính chất thứ ba. Ta qua tính chất thứ tư, tác dụng với nước. Phần này chương trình giảng tải các em nghiên cứu ở các tài liệu để bổ sung cho kiến thức của mình. Như vậy thầy đã nói xong về tính chất hóa học của nguyên tố sắt. Ta qua phần thứ tư, đó là trạng thái tự nhiên. Ta biết được rằng sắt chiếm khoảng 5% khối lượng của vỏ trái đất, đứng thứ hai trong các kim loại sau nhôm. Đặc biệt sắt rất khó tìm thấy ở dạng tự do. Trong tự nhiên, sắt tồn tại chủ yếu ở dạng hợp chất, cụ thể là một số quặng magnetit, quặng hematit đỏ, quặng hematit nâu, quặng siderit và quặng pyrit. Trong tất cả các loại quặng này, các em thường gặp đó là quặng pyrit, quặng magnetit và quặng hematit. Những quặng này sẽ được sử dụng rất nhiều trong quá trình điều chế sắt và giải một số bài toán liên quan đến sắt. Bên cạnh cái trạng thái tự nhiên của sắt, chúng ta cũng cần phải hiểu thêm rằng sắt có trong hemoglobin của máu, nó làm một cái vai trò vận chuyển oxy và duy trì sự sống. Cụ thể, sắt tham gia vào các quá trình chuyển hóa như vận chuyển oxy, tổng hợp DNA, vận chuyển lên rong. Những người mà bị thiếu máu thì các bác sĩ người ta khuyên, thứ nhất là thuốc bổ để tăng cường cái đường máu, và thứ hai là tăng cường cái chất dinh dưỡng ăn uống. Ở đây cái nguồn sắt nhiều nhất là có ở trong đầu thịt đỏ, ngũ cốc, trái cây và rau quả. Đó là nội dung mà thầy truyền tải chúng ta về vấn đề trạng thái tự nhiên. Và một vấn đề nữa, đó là trong máu cơ thể của chúng ta thì hàm lượng sắt nó rất quan trọng. Nếu thiếu sắt thì sẽ dẫn đến là tình trạng thiếu máu, mà các em biết rằng nếu thiếu máu sẽ sinh ra một số cái bệnh tật sẽ ảnh hưởng đến cơ thể sống của chúng ta. Để kết thúc bài học hôm nay, chúng ta lưu ý thầy chốt lại một số vấn đề như sau. Thứ nhất, các em phải nắm cho được cấu tạo của nguyên tử sắt. Thứ hai, các em phải hiểu được tính chất vật lý của sắt như thế nào. Nó có những tính chất nào nổi bật để rồi nó trở thành là nguyên tố sử dụng được nhiều nhất. Thứ ba, đó là tính khử trung bình. Đó là ba cái nét cơ bản mà các em cần phải nắm lại khi chúng ta học xong bài sắt. Tiếp theo, để củng cố lại kiến thức này, thầy có một số câu hỏi liên quan đến trắc nghiệm. Câu 1, phát biểu nào sau đây là sai? A. Sắt là kim loại màu trắng hơi xám, dẫn nhiệt tốt. B. Quặng pyrit sắt có thành phần chính là FeS2. C. Sắt có tính nhiệm từ. D. Sắt có tính khử mạnh hơn nhôm. Các em chọn phương án mà sai trong bài này. Và chắc chắn rằng các em sẽ chọn đáp án là đáp án D. Bởi vì ta mới nói xong, sắt là kim loại có tính khử trung bình, trong cái đó nhôm là kim loại có tính khử mạnh, cho nên phương án này là phương án sai. Câu thứ hai, cho kim loại sắt lần lượt phản ứng với dung dịch sắt 3 clorua, magie nitrat, đồng 2 nitrat, nhôm sunfat và bạc nitrat. Số trường hợp xảy ra phản ứng hóa học là A 4, B 5, C 3, D 2. Các em hãy chọn phương án nào là phương án đúng. Chắc chắn các em cũng phải chọn đáp án đúng là đáp án C. Đó là những dung dịch sắt 3 clorua, đồng 2 nitrat và bạc nitrat. Còn hai dung dịch muối này là của các kim loại đứng trước sắt, cho nên không có phản ứng xảy ra. Câu thứ ba,
thí nghiệm nào sau đây thu được mũi sắc 3 sau khi kết thúc phản ứng? A. Sắc tác dụng với dung dịch đồng hai sunfat. B. Đốt sắc trong bình khí clo dư. C. Sắc dư tác dụng với axit nitric lỏng. Và D. Sắc vào dung dịch axit chlorhydric. Với câu này, các em hãy chọn phương án đúng là phương án nào? Chắc chắn các em cũng phải chọn đáp án đó là đáp án B. Đốt sắc trong bình khí clo dư. Bởi vì khi sắc tác dụng với clo, chúng ta đã học nó sẽ tạo thành số xóa sắc là cộng 3. Hợp chất của nó là sắc 3 clorua. Các em chú ý, nếu trong bài toán khi sắc tác dụng với clo mà sắc là dư thì chắc chắn rằng nó sẽ không tạo thành sản phẩm sắc 3 clorua mà sẽ tạo thành sắc 2 clorua. Các em phải chú ý. Đến đây thầy đã kết thúc bài học của chúng ta hôm nay. Các em cần phải chú ý nắm kiến thức một cách tốt nhất và các em phải chuẩn bị tinh thần để giải quyết được các bài toán liên quan đến sắc. Như vậy thầy đã kết thúc cái bài học hôm nay. Xin hẹn gặp lại các em ở các tiết sau. Xin chào các em.